Em Quang Vững xin kính chào quý bác. Hôm nay mời quý bác thưởng âm, thưởng vẻ đẹp của Odo 5410 côn 10 búa chơi bài nhạc gai ca long và Webminton. Máy 24, máy trơn, máy vú đồng, thưa quý bác, côn lòng máng. Vỏ ba buồng hai bên là hai bông lúa mì hay gọi là lúa mạch. Bên dưới là những quả CDO rất là đẹp. Kính vẽ thủy bên dưới đặc trưng của Odo, mặt bát giác nằm số nồi chân cà kim hình khối và thấy rất là đẹp. Vỏ ba buồng vân gỗ đối xứng còn rất là đẹp và cực kỳ tuyệt vời. Như bác nhìn đây, kích thước chiều cao là 60 cm và chiều ngang là 56 cm, cho âm thanh rất là hay. Em mở bên trong ra đây, mặt số vàng hồng bên đây còn rất là đẹp kim hình khối. Cái bao có khoảng một tuần trời, cứ bác phần nâng cấp một lần, có còn zin nguyên bản, tất cả mọi cái còn zin nguyên bản đó nhé, có còn đầy đủ, không bị đứt nối làm sao cả. Đấy, và chạy rất là tốt, made in Spain. Đấy, thì bây giờ mời các bác thưởng âm luôn và em sẽ giới thiệu thêm sau đó. Côn lòng máng này, trên củ côn có chữ Odo mà mờ như không ạ. Đấy, chữ củ côn có chữ Odo như này, có chữ Odo này. Đấy, Odo chỗ này này, đấy, nhìn nó đúng không ạ, đó. 10 côn thép mà nhạc ca ca long, mời các bác thưởng âm. Em gạt vài bản Webminton, bản truyền thống 15 phút. Thấy một bộ côn lòng máng rất là hay. Bộ côn lòng máng mình thấy nếu cho bộ côn âm thanh như vậy rất là hiếm có bác nhá. Âm rất là hay và chơi bài nhạc nào được cũng hay hết. Thì em gặt trả lại bản gai ca long. Bác biết là bản gai ca long, bản huyền thoại, bản làm nên tên tuổi của Odo, một tiếng gai ca long. Rất là hay đúng không ạ? Thì chiếc đồng hồ này đây, tất cả các linh kiện còn đầy đủ thưa các bác, gồm có gông côn, giấy hướng dẫn sử dụng, khóa lên cót, đấy, tất cả một cái còn đầy đủ bác nhá. Và thì khi mà em Quang Vững bán ra những chiếc đồng hồ đặc biệt và quý hiếm như thế này thì đều có cái phiếu bảo hành của em Quang Vững. Đấy, trong cái phiếu bảo hành này thì em chưa có ghi cái gì cả, thì em sẽ ghi sản phẩm, tên sản phẩm và số series của cái máy này bác nhé, và đảm bảo hàng nguyên zin nhập từ đất nước Pháp về thưa các bác, hàng nguyên zin luôn. Đấy, chỉ có những hàng nguyên zin và nguyên bản thì em Quang Vững xin được giới thiệu với các bác và đảm bảo với các bác là hàng nguyên bản với cái phiếu bảo hành như thế này. Bác yên tâm sử dụng về độ nguyên bản nguyên zin của những chiếc đồng hồ và độ đẹp của nó thì bác biết rồi, em đang giới thiệu đây.
Thì em trong cái video này thì em cũng tháo luôn ra các bác xem, lại quả lắc còn rất là đẹp, quả lắc soi gương được. Thì em tháo luôn cái bộ máy ra để bác nhìn cái bộ máy 24 đời 54, máy chơi máy vú này. Thì bộ máy này thì nó còn rất là đẹp, còn tình trạng còn đẹp như mới luôn. Ở trên này nó có cái ốc đây, nó có cái ốc chống máy, thì em tháo ốc chống máy ra. Em xin đặt cái điện thoại như thế này, rút bộ máy ra. Đó. Đây, bộ côn của nó, nhìn bộ côn 10 côn 10 gông thép còn rất là đẹp, còn cực kỳ đẹp luôn. Mặc dù em chưa có lo chùi gì bộ côn này nhé bác nhé. Đấy, cẩn thận để mình chuốt thêm cái dầu nó thì nó sẽ tốt hơn. Cái này em chưa chuốt, còn rất là đẹp. Đấy, có chữ Odo ở trên củ côn mới nhìn nó không ạ? Mờ mờ đấy ạ. Và đây là bộ máy của nó này. Bộ máy 3 vách trơn. Đấy, máy hai cái vú đồng. Máy đầy máy vú, máy bắt ngỗng. Đấy, máy ngỗng cái cụ rất là thích. Cái cụ nói rằng là cái mắt ngỗng này thì nó chứa dầu thì nó tốt, làm cho chạy bền bỉ và ngon hơn. Đấy, quả gai còn bớt mạ vàng rất là đẹp. Soi kỹ bác xem. Đấy, tất cả mọi cái còn rất là ngon, xin được giới thiệu với bác máy 24 là chuyện Odo nằm ở đây cũng như này. Còn rất là đẹp luôn tình trạng, mặc dù chiếc đồng hồ này được ra đời sản xuất khoảng vào những năm 1930-1940 được các bác nhé, nhưng mà tình trạng còn rất là ok. Em xin lắp lại cái bộ máy như cũ. Đấy, em xin lắp lại cái bộ máy như cũ. Máy như cũ đó, xin được giới thiệu với bác. Đấy, thì bác biết là đối với máy 54 máy vú thì cái quả lắc của nó không phải cái móc nữa, mà nó kiểu theo kiểu như kiểu là cái này em mở lại này, nó cứ gần như kiểu quả đời 30 và đời 36 ạ, quả móc ạ, có chữ T. Đó, bác nhìn này. Đấy. Nó đúng như kiểu cái đời đấy, thì có máy vú côn lòng, máy vú côn lòng máng thì nó có cái móc này thôi bác nhá. Bác lưu ý cho em theo từng đời một là như vậy. À, xin được giới thiệu các bác. Và các cụ ngày xưa thì cái đời này các cụ ngày xưa rất là thích. Đấy, bản nhạc rất là hay và độ bền rất là cao. Đặc biệt và thấy nguyên bản cái vỏ thùng rất là đẹp, vỏ thùng 3 buồng, chiều cao 60, chiều ngang 56cm, hai bên chạm trổ hai bông lúa mạch và bên dưới những quả siro cực kỳ ý nghĩa và cực kỳ đẹp. Xin được giới thiệu các bác. Bác nào yêu thích chiếc đồng hồ 54 này thì xin gọi cho em đồng hồ của Công Vững 0948 900 448. Và giá của chiếc đồng hồ này thì giá cực kỳ tốt luôn. Em cũng báo cho trong video này, giá cực kỳ tốt so với năm ngoái. Đấy, giá em siêu tầm chiếc này được cực kỳ tốt với thời điểm này, mặt số nổi vàng hồng. Xin được báo giá mã 3139 là chiếc đồng hồ này em báo giá là bác là 146 triệu. Các bác nào siêu tầm xin gọi cho em đồng hồ của Quang Vững. Xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại các bác ở đồng hồ của Quang Vững.